Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phùng. Và đây chính là một cái cục sạc dự phòng đến từ Energizer. Và nếu như bạn nào đã theo dõi cái video mà mình unbox cái Box of Joy, Joy Box của Lazada, thì đây kèm với cả chiếc Mi Max 2 là hai cái phần quà của mình. Và đương nhiên thì mình sẽ không muốn hưởng cái quà tặng một mình, là mình sẽ quyết định là tặng cái cục sạc này dành đến cho các bạn. Và đương nhiên nó cũng sẽ giống như là số giveaway lần trước mà mình đã mang đến cho bạn, thì các bạn sẽ chỉ cần làm một vài những cái bước rất là đơn giản để có cơ hội nhận được cái sản phẩm này. Thì đầu tiên thì mình cũng muốn trải nghiệm luôn cái cục sạc dự phòng này xem nó như thế nào nhá, tại vì nó vẫn còn là nguyên siêu, thế nên là mình cũng sẽ bóc siêu luôn. Yo, mình sẽ bóc siêu để mà trải nghiệm thôi, chứ mình cũng không có dùng, tại vì sạc dự phòng của mình cũng khá là nhiều rồi. Mình sẽ chỉ muốn đánh giá qua một chút về cục sạc này thôi. Thì đây nó có cái mã đấy là gì ta? UE10012, các bạn có thể thấy ở góc này. Thì nó là một cái cục sạc có dung lượng đấy là 10.000 mAh. Thì đây chính là cái cục sạc. Uầy, hoàn thiện bằng kim loại, rất là cứng và chắc. Và mình có cảm giác đây là mặt lưng ở ngoài này nó sẽ là bằng nhôm. Cái bản mình đang có ở đây thì nó là màu xám gray, nó hơi nhạt nhạt một chút, khá là lạ. Ở bên trong phụ kiện thì các bạn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và một cái sợi cáp micro USB. Sợi cáp rất là ngắn và nó sẽ giúp cho các bạn có thể sạc mà dây dợ không bị lằng nhằng và vướng trong quá trình mà các bạn sử dụng. Thì đây chính là cục sạc của chúng ta, và chắc chắn là nó sẽ là thuộc sở hữu của một trong các bạn đang xem video này của mình. Ok, đầu tiên thì nói về cổng kết nối thì các bạn sẽ có gì? Chúng ta sẽ có hai cổng USB A và một cái cổng input, đấy là micro USB. Sẽ có thêm một cái nút nhỏ nữa bấm vào để nó sẽ hiện lên cái thời lượng pin còn lại của cục sạc. Thì ở đây của mình là lâu lắm rồi, mới bóc siêu mà, nên làm sao mình sạc được. Bây giờ nó chỉ có một vạch pin mà thôi, thì chắc chắn là mình sẽ sạc pin đầy cái này lên. Nói một chút về thông số thì cái này nó không có cái công nghệ quick charge, mà nó sẽ chỉ có cái nguồn ra ở đây, đấy là tối đa là 5V, và mình nhớ không nhầm là 5 là 2.1A. đây các bạn có thể thấy ở đây đấy, 2.1A, thấy chưa? 5V và 2.1A, tức là nó không có cái công nghệ sạc nhanh, các bạn lưu ý cái điều này nhá. Nhưng mà được cái là cái tốc độ sạc của nó thì vẫn khá là ok, bởi vì 5V 2A thì nó sẽ rơi vào động vào khoảng tầm 10.5W. Đấy, 10.5W thì cũng khá là ổn rồi. Thậm chí là sạc cho mấy cái iPhone các thứ thì các bạn cứ tự tin là nó sẽ sạc nhanh hơn so với cái cục sạc zin của iPhone rồi, nên là yên tâm. Mình thích ở cái cục sạc này đó là cái khả năng hoàn thiện, rất là kiểu, rất là xịn luôn đấy, rất là chất. Thậm chí là những cái vị trí như cổng kia các thứ như này, nó cũng đều có cái khay bọc thép sắt ở ngoài này, để mà cho cái cổng chắc chắn hơn. Cũng như là những cái phím này, cảm giác ấn cũng rất là chắc chắn. Thế nên là nói chung là Energizer, thương hiệu của Mỹ, nên các bạn cũng có thể yên tâm được với cái cục sạc này. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ cần phải làm những gì để có thể nhận được cục sạc này? Điều đầu tiên đấy là các bạn sẽ cần like cái video này và share nó lên trên Facebook cá nhân. Hãy nhớ share nhá, tại vì là mình có một chút yêu cầu nho nhỏ. Thứ hai nữa, nếu có thể thì các bạn có thể bấm like cái page, đấy là Tony Phùng của mình. Nếu bấm follow hoặc là đã add friend với cái nick chính của mình nữa thì càng tốt. Thì đây là một cái điều kiện thêm thôi. Bạn nào muốn ủng hộ mình và muốn theo dõi mình thì cũng có thể làm theo. Và điều quan trọng nhất đấy là gì? Đấy là các bạn hãy comment cho mình một số, có 3 chữ số xuống phía bên dưới phần comment của video này trên YouTube. Và hãy nhớ là comment kèm với link Facebook mà các bạn đã chia sẻ cái video này. Hoặc đơn giản là các bạn chỉ cần comment cái link Facebook của bạn mà thôi, mình cũng sẽ tự tìm kiếm. Các bạn lưu ý thêm một cái điều nữa, đấy là phải chia sẻ video này ở dạng công khai thì mới tính là hợp lệ. Tại vì là mình muốn cái video này của mình được đến nhiều người biết đến, và sẽ có nhiều người có cơ hội để nhận được những cái món đồ công nghệ free như là thế này. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Mình sẽ quay tìm người trúng giải sau khoảng một tuần nữa. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi thì các bạn cứ cộng thêm một tuần nhá. Mình sẽ dùng random.org để tìm nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.